March 3rd, 2018. I forgot how to talk, you know, and then, yeah, that's Sophia one way. Nguyen. And then, oh. Age 2, knows how to read. Grandma's writing. David. Wow. Maybe she should teach all the other kids to read. Learn it out. She can read Vietnamese and English. You eat what and then let them eat? Okay. Jenny. Yeah, yeah. Matt, what happened, Matt? Here, give him a... Yeah, ông ngoại cho con kìa. Chị này đâu không sao con? Mát. Đầu tiên đó nha. Đúng. Rồi cho khai miếng nữa, cho khai miếng nữa. Khai lại ăn miếng nữa con. Mở miệng ra, mau. Chị này đâu không sao con? Lại ông hoài cho con miếng kìa. Đứng đây, mở miệng ra. Chị này đâu không sao rồi con? Kale. Này không phải kale, cái này khai. How you know kale? Ăn chưa? Khai đó, mở miệng ra. Mở miệng ra. Chưa, mở miệng ra. Bây giờ mở miệng ra. Open. Con miếng Dũng. Mở miệng lớn lên. Bự ra, không có đổ. Nó sắp sắp cái Dũng. Không bao giờ nó sắp ngược. Con sắp của nó sắp á. Lúc nào cũng sắp dựng đứng là đàng hoàng hết. Mở thêm chữ nữa coi. Tiếng Việt Nam đó coi. Chữ Việt Nam ha. À để nó viết. Bây giờ nó viết lại cho con nè. Bless you. Chữ này chữ gì con? Chữ này chữ gì? Chữ gì Sophia? Bà tám. Ô giỏi quá. Bà tám này con. Ô giỏi. Nó biết đi ngủ không? Để thử viết nha. Để viết thử nha. Đi ngủ. Không, chữ này có cái dấu này không biết đâu. Ăn nghe. Mũi nè. Ăn cơm đi. Thử chữ này đi nha, không biết. Kìa Sophia, cái này chữ gì con? Chữ gì? Đi ngủ. Hả? Chữ gì? Đi ngủ thì cũng đúng rồi. Đi ngủ. Đọc giống như chữ nè. Coi nè con, chữ này cái gì nè? Hai em. Nè, chữ này cái gì con? Chữ gì nè? Nè. Đọc chữ này chữ gì cho nè. Bà ốp. Con em mấy tuổi vậy? Con em 2 tuổi rưỡi. Wow, nó đọc còn hơn hơn con của anh nữa rồi. Coi coi, tôi viết cho cái anh này cà đọc được nổi không? Chín hả? Chín. Đúng rồi. Nè, chữ này có đọc không? Cho anh này cà thử coi. Baby. Đúng rồi. Hai tuổi rưỡi mà đọc được là phải. Anh này cà nó mới có 2 tuổi rưỡi mới đọc được đó con. Lạ không con? Trời ơi, mấy mặt tao tẻ mặt rồi. Trời ơi, nó ăn cơm nó ngồi tu hả? Cái này cái gì nữa con? Rửa. Tha rần, nó dơ, tha rần, ha không? Có mì đậu. Anaka. Anaka, sụp pin nữa. Anaka, con có thấy 2 tuổi mà đọc được chưa? Nó bị chà. Lạ lắm á, hồi đó khai liền mấy tuổi đọc được. Con, cái này cái gì nữa con? Sophia. Sophia, cái này chị đọc sao con? Vậy hả? Magic. Sophia nói lại cho con nghe. Chữ này chữ gì? Chữ gì con? Nè. Hả? Magic. Chữ gì? Rồi. Kiếm chữ mới. Nè, cái này chữ gì nè? Có nhiều chữ lắm. Nè, chữ này chữ gì con? Để cho anh cà viết năng chữ đi, coi nó đọc được không? Trời, con viết chữ cho con Sophia đọc chưa con? Hello. Không ăn nữa hả? Hello. Cho khai muỗng nữa đi, cho khai muỗng nữa. Đút nó ngăn muỗng nữa, khai mở miệng ra. Một muỗng nữa, con phải ăn bây giờ. Mở miệng ra.
Rồi đó, đó. À, chữ này chữ gì con? Ăn chưa? Chữ này chữ gì, Sophia? Chữ gì cả? Chữ gì này chữ gì con? Đe. Đe. Sao cái viết chữ khác con? Tại vì nó đọc cái chữ Việt con. Con viết con cá đi, viết chữ cá. Bà nội bà hồi viết chữ Việt chữ Mỹ nó không biết đọc. Đưa đưa nó cái viết chữ khác kìa coi nó đọc được. Không, không, nó không làm Chinese đâu. Con con viết con chữ cá đi. Tiếng Mỹ á, tiếng cá đấy. Viết cho nó đi. Con viết con cá mà viết chữ Mỹ. Ừ, mì đâu? Tay. Không ăn nữa. Nó mì đâu? Con viết chữ in đấy, con viết chữ à chữ này hả? Này chữ này chữ gì con? Nó viết gì vậy? Nè chữ này chữ gì? Anh cà gì? Anh cà viết lại con. Cái này viết chữ in nó chắc nó biết đâu. First á, mà con kia chữ S rồi. Mà cái đó khó lắm, cái đồng nó chơi chữ first, con làm chữ fish đi, hay là cow á. Cow nó dễ hơn, con bò đó. Con viết thật biết thờ á, con viết chữ thường á. Chữ big, big capital. Rồi, 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 Sophia, em đã kể xong rồi kìa con. Nè, chữ này chữ gì con? Wow, rất dễ hả? Mấy con thú là, con chữ thú nó rạch lắm. Con biết con thú gì nữa con? Rồi, con không chịu ăn, con đòi ăn cái này. Rồi ghê ghê, Erika viết coi. Bà nội nó viết chữ mà nó chưa thấy, nó chưa dòm mà nó đã đọc rồi. Hả? Đúng, bà nội nó nói chữ này chữ gì con, nó chưa có thấy. Cái này là gì vậy con? Chữ này là ba không biết. Rồi, chữ này chữ gì nữa con? Chữ này chữ gì? Chứ là nhìn kỹ thôi. Baby. Nó không phải baby. Chữ này chữ gì? B-O-X. Cái từ bi đó bự lên chút nữa, cao lên chút nữa. Tại chữ này nó chữ dấu mẹ nó. Con phải viết chữ big, cái gì phải capital letter hết á. Capital. Nó không biết lowercase. Rồi, rồi, rồi nè. Rồi, nè, con chữ này chữ gì? Rồi con anh gà con viết cái tàu đi con hỏi nó biết không? Tại đi con viết cái tàu đi. Cái tàu lấy tàu mà nó đọc là nữa rồi là thằng bó tay nó. Con chữ này chữ gì nữa con? Thôi con giống anh Sophia quá vậy. Cái này không được, cái này không phải là capital letter. No. Nè con Sophia. Nó không biết spelling tên cái gì. Hả cái gì con? Chữ gì? Cái này chữ gì? Chữ gì nè con? Chữ gì? It's Chinese, so don't know. Chị don't know. Chữ này chữ gì con? Sophia. Mà cái đó không phải là capital letter. But it's Chinese. Bà biết, mà con cũng phải viết capital letter. Cái gì cũng được mà. Ta đâu biết có gì ăn không? What does the therapist say about her? That she can read, but then... It just the teacher says she's really intelligent, but nè, she's con, knows that stuff that five or six years old. So yeah. But supposed to know like you know communication, know how to communicate. She skipped that part, but she did that part. Nè con, chữ này chữ gì nè con? Chờ chút cho thằng ấy mà. Sophia. Sophia, chữ này chữ gì nè con? Chưa nói chữ này chữ gì, nãy giờ nó đố chữ nữa nè.